Ngài Ono không cần đau lòng. Trung Quốc có một câu nói: cho dù thông minh đến mấy cũng có lúc thất bại. Nếu chúng ta đối diện với bát lộ chính quy thì tôi đã không bực bội như vậy. Nhưng kẻ địch chúng ta là đám nông dân Trung Quốc. Tôi cảm thấy rất lo lắng. Tôi và ngài có suy nghĩ khác nhau. Miệng diều hâu quan trọng như vậy, sao quân bát lộ giao cho một đám nông dân cố thủ chứ? Một khi hoàng quân đột phá miệng diều hâu thì bộ phận hậu cần và bệnh viện giải chiến núi Phần Lương sẽ không thoát khỏi bàn tay chúng ta. Vậy thì chúng xong đời rồi. Ý cậu là trong số chỉ định chúng ta có quân bát lộ chính quy? Tôi tin vào phán đoán của mình. Tôi không thể về như vậy được. Ngài nói gì? Oshima, bắt đầu từ bây giờ sẽ do cậu chỉ huy đội quân. Ngài muốn đi đâu? Tôi muốn làm rõ kẻ địch của mình rốt cuộc là ai. Còn muốn dẫn theo một quân đội tập kích bất ngờ, dạy cho chúng một bài học, giải trừ nỗi bực dọc trong lòng. Nhiệm vụ này để tôi làm. Không, tôi đã quyết rồi. Chính trị viên tới rồi. Nào, chính trị viên, miệng diều hâu vẫn nằm trong tay vẫn còn quân Nhật bị chúng ta đánh cho chạy rồi. Thương vong lớn không? Trung đội trưởng Đinh của trung đội 1 hy sinh rồi. Trung đội trưởng Mã của trung đội 3 bị thương nặng. Và có hơn 70 chiến sĩ đã hy sinh. Nhưng các cậu đánh hay lắm. Chỉ cần giữ được miệng diều hâu chính là thắng lợi. Hay gì chứ, nếu không phải Triệu Truyền Kỳ thì trung đội trưởng Đinh sẽ không hy sinh. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Bắt đầu từ bây giờ không được phép nói tiếng Nhật. Không hiểu tiếng Trung thì không được mở miệng, rõ? Hiểu hết chưa? Thiêu cháy doanh trại của quân địch trong đêm là ý của ai? Là tôi. Ai bảo cậu tấn công? Nhiệm vụ của chúng ta là cố thủ miệng diều hâu. Thiêu cháy doanh trại quân địch không mâu thuẫn với việc cố thủ miệng diều hâu. Chỉ là cái gì? Chính trị viên, chính trị viên trung đội trưởng Mã vẫn đang hôn mê, không tỉnh lại ngay được. Sao cậu không chấp hành mệnh lệnh của Mã Ngọc Sinh? Tôi đã giải thích rồi. Đó là gian kế là bẫy của quân địch. Triệu Truyền Kỳ, vậy tôi hỏi cậu, tại sao tôi lại ngã từ trên ngựa xuống? Tôi không rõ, sau này tôi cũng nghe trung đội trưởng Mã và trung đội trưởng Đinh nói thì mới biết có chuyện như vậy. Không bị đau chỗ nào chứ? Tôn Nhị Oa, chính trị viên gọi cậu đó. Cậu nói đi, tại sao tôi bị ngã từ trên lưng ngựa xuống? Nhị Oa, cậu phải nói thật. Giấy không gói được lửa. Cậu càng nói dối thì càng khiến cậu lún sâu thôi. Tôi luôn tin rằng cậu sẽ đủ tiêu chuẩn trở thành một chiến sĩ kháng Nhật. Nói đi. Thôi vậy, chính trị viên, anh đừng làm khó Nhị Oa nữa. Chuyện anh ngã từ trên ngựa xuống là do tôi lên kế hoạch. Tôn Nhị Oa chỉ là một công cụ. Người giật dây phía sau là tôi. Đây giống câu mà cậu từng nói nhỉ? À, là đáng mặt đàn ông. Nhưng Triệu Truyền Kỳ, tôi muốn biết tại sao cậu phải làm vậy. Chuyện đã đến nước này rồi, vậy thì tôi cũng nói luôn. Anh là tú tài giỏi giỏi văn hay chữ. Tôi khâm phục anh từ tận đáy lòng. Nhưng mà về đánh giặc thì nói câu hơi khó nghe một chút, anh còn không bằng cô nương thắt bím tóc. Nghe khẩu khí của cậu thì cậu vẫn đến trận lắm đúng không? Đã tới trưa rồi. Hơn 1.000 quân địch,
không một kẻ nào có thể vượt qua miệng diều hâu nửa bước. Tôi và anh em của mình vẫn đứng thủ ở đây. Máu của anh em đã chết không chảy vô ích. Nói vậy thì Triệu Truyền Kỳ cậu đã lập công đầu rồi. Đây không phải công lao của một mình tôi. Tôi cũng không dám tham công lao này. Không có sự hy sinh của Đinh đại ca, không nhờ Mã đại ca bị thương nặng thì sẽ không thủ được tới bây giờ. Miệng diều hâu không bị quân địch công phá là nhờ sự đồng tam hiệp lực của các cậu. Tôi có thể hiểu như vậy không? Có thể. Thiêu doanh trại địch trong đêm cũng là quyết định của ba người cậu, là ý của tôi hai người họ giúp tôi hoàn thành. Được vậy, có thể suy đoán như thế này không? Tôi ép lúc bắt đầu tới việc quấy nhiễu quân địch ban đêm thì cậu là chủ mưu, Mã Vạn Trung, Đinh Thạch Trụ, hai người họ giúp sức phối hợp với cậu đúng không? Có thể nói vậy. Vậy truy kích quân địch cũng là ý của cậu? Không phải. Tôi vừa hỏi rất rõ ràng. Từ lúc bắt đầu tập kích quân địch ở đã là ý của cậu rồi. Mã Vạn Trung, Đinh Thạch Trụ toàn lực phối hợp. Bây giờ lại nói không phải. Chính trị viên anh đang gài tôi. Tôi không gài cậu mà đây là sự thật. Tú Tài có gặp địch thì cũng không thể nói lý được. Còn tôi thì ngược lại. Người làm lính như tôi gặp phải có lý cũng không nói rõ được. Được rồi Triệu Truyền Kỳ, đừng diễn kịch nữa. Tâm tư của cậu giấu được người khác chứ không giấu được tôi. Đại đội trưởng hy sinh rồi. Nếu trung đội trưởng Mã và trung đội trưởng Đinh cũng đi mất thì đại đội tập huấn này nên đổi thành họ Triệu luôn rồi. Mã Ngọc Sinh, ông đây bắn chết mày. Lý Quốc Đông hạ súng của cậu ta. Chấp hành mệnh lệnh. Lưu Hàng Thạch trời có sập thì đất chống đỡ. Trên núi Phần Lưu ngàn dặm đâu đâu cũng có thể đánh giặc. Đều có thể đánh giặc. Đội phó ở lại đi, đừng đi. Chính trị viên hãy giữ đội phó lại. Hãy để anh ấy lập công chuộc tội. Lúc đó chính trị viên, đội phó cũng muốn cứu trung đội trưởng Đinh. Nhưng một khi không cứu được sẽ dâng miệng diều hâu lên cho miệng địch. Im miệng hết cho tôi. Tránh đường đi. Chính trị viên, tránh ra để cậu ta đi. Tránh ra. Những ngày gần đây nên phòng bị cẩn thận. Quân Nhật tổn thất lớn như vậy sẽ không cam lòng đâu. Phải cẩn thận dưới âm mưu quỷ kế của quân Nhật. Theo tôi làm gì? Hai chúng ta có đánh giặc được không? Ở lại trong quân cũng giết giặc với mọi người. Hai giờ rồi. Ê.
sao mọi người lại không vui vậy? Hơn 200 người ngăn cản hơn 1.000 quân địch được trang bị vũ khí đầy đủ. Các cậu đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thắng. Đây là vinh quang của các cậu. Đã đạo chủ nghĩa đế quốc, thắng lợi thuộc về dân tộc Trung Hoa. Mã Ngọc Sinh, có thông báo cho mọi người rút lui rõ. Đi. Đi thôi, rút thôi mọi người. Tôi thật sự không tin. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đánh lui quân địch. Lưu Hàn Thạch lại nghiêng về lời của Mã Ngọc Sinh, đã đuổi tôi ra khỏi đội ngũ. Trong lòng tôi cảm thấy rất bực bội. Đánh một trận thắng lớn như vậy mà sao trong lòng không vui nổi? Đều là tên Mã Ngọc Sinh đó. Nếu không đối phó sẽ không đi. Đều tại tôi. Liên quan gì tới cậu? Ngày đó tôi không nên ném giày về phía Tần Nhị nói lắp. Mà nói lắp thì nói lắp. Tốt xấu gì tôi cũng hiểu được. Cái chết của cha Mã Ngọc rốt cuộc có liên quan gì tới đội phó của chúng ta? Tần Nhị nói lắp nói rồi còn gì. Chuyện này có liên quan thì cũng chẳng sao. Theo tôi thấy không đơn giản như vậy. Tần Nhị nói lắp đi rồi. Sao đến cậu cũng nói nhảm vậy? Cẩn thận tôi ném giày vào cậu. Trận này đánh hay lắm, chiến thuật cũng rất cao minh. Tiếc là còn thiếu một chút nữa. Người anh em các anh là bên núi nào? Đại đương gia là ai? Đại đương gia của chúng tôi là Thiên Hoàng Bệ Hạ. Ai? Đưa hết đi. Đi nhanh đi, nhanh lên. Đừng sợ, Hoàng Qua Na sẽ đối tốt với tù binh. Nói cho tôi biết phiên hiệu của các anh. Phiên hiệu là cái gì? Phiên hiệu chính là tên gọi đội ngũ các anh. Thái quân anh hỏi tôi đi. Cậu ta đầu óc như gỗ mục. Người thông minh không ai cạo cái đầu. Anh hỏi tôi muốn được đối xử tốt. Phiên hiệu của đội ngũ anh biết không? Đương nhiên là biết chứ Thái quân. Thái quân con người cậu ấy, ban ngày thì phụng nước bọt, ban đêm thì đá dầm. Thái quân tôi. Nói cho tôi biết phiên hiệu đội ngũ các anh là gì? Đại đội tập huấn Đông Phần. Rất tốt, trên miệng diều hâu các anh có bao nhiêu người?
khoảng hơn 100 người, chỉ 100 người. Không 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 đúng. Trước khi mặt trời lặn, lại tới thêm 100 người quân Bát Lộ nữa. Trên miệng Diều Hâu có quân Bát Lộ. Làm gì vậy? Anh rất xảo quyệt, không thật thà. Đưa đi. Đi, thái quân. Hơn 100 quân Bát Lộ khi mặt trời lặn hôm qua. Vậy họ rời đi lúc nào? Không rời đi. Vậy sao tôi không thấy họ? Họ không mặc quân phục quân Bát Lộ, mặc giống hệt chúng ta. Chúng ta rất tốt, tôi thích nói chuyện với anh. Tại sao quân Bát Lộ không mặc quân phục? Hình như là có kế SCSH gì đó. Tôi không hiểu. Kế nhi binh. Hình như là vậy. Vậy người hô hào trên miệng Diều Hâu là ai? Không biết, chưa từng gặp. Hình như anh ta cùng với quân Bát Lộ. Bát Lộ. Vậy người mặc quân trang của quân Bát Lộ đó là ai? Là làm gì? Ai? Có một người mặc quân trang của quân Bát Lộ nữa. Anh ta ấy à? Giáo viên dạy chữ chói chúng tôi. Rất tốt, anh có thể nghỉ ngơi rồi. Thái qua ình mặt trời sang hướng Tây rồi. Buổi tối có thịt ăn không? Đi. Chính trị viên, nhóm của Lý Húc Đông đến bây giờ còn chưa trở lại. Phái người đi tìm chưa? Phái rồi, tôi đã chọn một tiểu đội của trung đội 3. Về mặt chính trị thì rất đáng tin. Về mặt chưa nghi ngờ Lý Húc Đông. Tiểu đội của Lý Húc Đông cùng một phe với Triệu Quyền Kỳ. Đủ rồi, tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không thể. Chính trị viên. Tại sao khiên trung đội trưởng Mã đến đây? Không sao. Chính trị viên Lưu, tôi nghe nói Triệu Truyền Kỳ đi rồi. Xử lý những tù binh này thế nào ạ? Trước khi hành động thì xử bắn hết đi. Rõ. Bọn Nhật bảo chúng ta vẽ bản đồ đóng quân của đại đội. Xem ra bọn Nhật muốn đánh lén chúng ta. Một đại đội cũng không dọa được bọn chúng. Chúng ta phải nghĩ cách thoát ra, báo cáo cho chính trị viên. Thoát ra mới là đúng đắn. Báo cáo Kameyama bị người ta giết rồi. Tập hợp. Bỏ súng xuống, xoay người lại. Là ngươi.
Lúc đó tôi và thợ săn không nghe theo lời của Triệu Truyền Kỳ, khiến cho trung đội 1 và 3 bị bao vây. Quân Nhật nham hiểm xảo trá, vây nhưng không bắt chúng tôi, chỉ đợi Triệu Truyền Kỳ đưa người vào ứng cứu để thuận tiện lấy được miệng diều hâu. Trung đội trưởng Đinh hy sinh thế nào? Thợ săn nhìn ra gian kế của địch, muốn phái người phá vòng vây, nói với Triệu Truyền Kỳ không được chi viện cho chúng tôi, bảo cậu ấy tự thủ miệng diều hâu. Nhưng quân địch vây hãm chẳng khác nào rõ sắt, chúng tôi không xông ra được. Đinh Thạch Trụ mang theo quân cảm tử, một lựu đạn trên người, ra liều chết cùng với quân giặc. Cậu ấy không để lại di ngôn gì sao? Có. Cậu ấy nói kiếp sau sẽ làm anh em tốt với Triệu Truyền Kỳ. Không ngờ lại gặp ở đây, đúng là một ngày không gặp như cách ba thu. Quỷ Nhật nhà mày lá gan còn to hơn đầu khỉ, không hiểu mà còn nói. Một ngày không gặp như cách ba thu, mày hiểu ý nghĩa à? Cây này của người Trung Quốc chúng tao là nói các cô nương đang nhớ đến tráng sĩ. Tao là tráng sĩ thì chả sao cả. Mày là cô nương à? Để tao xem mày có chỗ nào đẹp nào. Mày có mặt mũi xinh đẹp hay là làn da trắng hồng hả? Mày có chỗ nào tốt đâu? Bọn miệng lẻo mép, trong quân Bát Lộ không có ai như mày. Mày gặp được mấy người quân Bát Lộ rồi? Gặp nhiều rồi cũng không sợ chết à? Chưa gặp ai như tao. Được vậy thì hôm nay tao sẽ cho mày mở mang tầm mắt. Tao thấy rồi, bây giờ tao sẽ tiễn mày lên đường. Được, có giỏi thì nhắm vào đây, không nhắm vào đây. Bắn ác vào dùng sức mà bắn. Tại sao? Rất đơn giản, chỗ này của tao, buộc thuốc nổ. Lúc sắp chết tao phải mang theo mấy cái đệm lưng chứ. Chỉ chết mình tao thì vụ làm ăn này có mà đến tới nhà ông cậu. Triệu Gia Gia nhà mày làm ăn có thể mất đầu, nhưng kinh doanh đây có lỗ thì anh không làm. Sao không tin à? Được thôi, vậy tao cho mày xem. Bảo bọn chúng hạ súng xuống. Quả làm ăn này quả là càng ngày càng lớn rồi. Mà càng lớn thì rủi ro càng cao. Người anh em này của tôi từ nhỏ đã mắc bệnh, bây giờ run thì bằng bằng. Ba ca ngươi còn dám sỉ nhục Thiên Hoàng Bệ Hạ nữa thì tao sẽ bắn chết mày. Tao nói cho nghe, đừng tưởng chúng mày nhiều súng, nhưng súng thì không có mắt, không biết là bắn trúng ai đâu. Ngươi muốn thế nào? Câu này thì đúng rồi. Làm ăn buôn bán đều nhờ vào đàm phán cả. Chỉ cần hai bên đều thấy có lợi thì việc làm ăn buôn bán coi như thành công rồi. Như vậy đi, người của tao áp giải mày. Chúng ta mọi bên lùi 100 bước. Sau đó thì sao? Chúng ta cứ như trong hí kịch, chúng ta đi ngựa đổi tướng. Được, sẽ làm theo ý mày. Tao đã trả súng cho chúng mày, mày cũng nên trả cho tao. Trả cái gì? Cái này. Quỷ Nhật tao thấy mày cũng keo kiệt quá đó, chỉ là miếng vả buộc đầu không, đó là một tính mạng tao phải lấy về. Tao cho mày biết, một miếng vải này cũng là của người Trung Quốc chúng tao. Cầm về nhà mà chơi đi.
Không cần quý mình thế đâu, không cần cảm ơn. Quả làm ăn này tao bị thiệt lớn. Chúng mày không có ai chết, ý gì bây giờ thấy thiệt thòi hối hận rồi. Không sao, vẫn kịp. Mày đi lùi lại tao cũng vậy. Người của mày giết tao, người của tao giết mày. Mày thấy thế nào? Như vậy là có người chết rồi, dám không? Đến Trung Quốc nhiều năm rồi, tao thật sự không hiểu sao quân Bắc Lộ lại có người như mày. Tao nói cho mày biết, mày có đến Trung Quốc nhiều năm nữa cũng còn đầy chuyện không hiểu đâu. Học không nổi thì vác súng giết người phóng hỏa. Cái gì mà vòng thịnh vượng Đông Á? Chúng mày xem có đẹp mặt không? Quỷ Nhật cứ đợi đó mà xem. Chúng mày nhất định có ngày cút về nước chúng mày. Hai chúng ta cũng coi như có quen biết. Tao nói câu chân thành, tao chẳng phải quân Bát Lộ gì. Vậy tại sao mày cứ đối đầu với hoàng quân ở miệng Diều Hâu? Không phải chứ, câu này của mày buồn cười quá. Sao tao không phải quan Bát Lộ thì không thể đánh mày à? Mày cướp đất của tao, giết người thân của tao thì tao đánh mày thôi. Mà nè, tao muốn biết mày học tiếng Trung Quốc với ai? Cứ râu ông nọ cắm cầm bà kia. Tao còn cho mày biết, tao là một người nông dân, một người nông dân chân chính. Bội thu gặt không tốt, tao rảnh đến phát sợ. Tao ra đánh mấy tên giặc cho đỡ nghiền. Tao chơi thôi, coi như đấu giấy chơi giải sầu. Hỗn xược, mày mới là đồ hỗn xược. Sao hả, mày trợn mắt với tao? Mày trợn đi, trợn nữa đi. Mày còn trợn nữa, tao móc mắt mày rồi rớt xuống đất giẫm như quả bóng, mày tin không? Nhìn gì mà nhìn, rốt cuộc muốn đổi không? Chẳng qua là đầu rơi xuống đất thôi mà. Chuyện nhỏ như con thỏ, nhặt lên rồi lại lắp lên. 18 năm sau vẫn là một anh hùng hảo hán. Tao nhất định sẽ tự tay giết mày. Được, tao đợi mày đấy. Xem đầu mày cứng hay là đầu tao cứng. Mày có thể trả lời tao một câu hỏi hay không? Vậy thì phải xem tâm trạng, xem mày muốn hỏi câu gì. Làm ăn thì mua một tặng một cũng không phải không được. Trên miệng Diều Hâu rốt cuộc có quân Bát Lộ không? Sao mày lắm lời vậy? Mày hỏi xong chưa? Lỗ tai mày nhét lông mũi à? Tối qua tao hét với mày thế mà không nghe sao? Bát Lộ ở đâu ra? Toàn là nông dân trồng trọt. Quỷ Nhật, mày gạt tao nói nhiều, dám đụng mặt tao thì cứ đợi đấy. Lần sau gặp mặt mày, tao không đập mày chết thì tao. Đội phó anh còn đứng ngốc đó làm gì? Mau chạy về đây, nhanh lên. Gấp cái gì, có phải gấp đi động phòng đâu. Bắn cho tao. Còn ngay ra đó chạy đi, chạy chạy nhanh. Đuổi cho tao. Phải bọn Nhật ăn phải xuân dược, chạy 10 dặm rồi vẫn còn chạy. Quan trọng nhất chúng ta không còn đủ đạn. Còn bao nhiêu? Gộp lại cũng chỉ còn 10 phát. Giữ lại một ít cho tôi. Anh muốn làm gì? Một lát nữa mấy người cứ theo con đường rồi đi thẳng. Tôi dụ quân địch theo hướng này. Đội phó anh không về cùng sao? Ngô nói nhảm, cậu không thấy à? Mắt của đội phó đỏ mãi. Lúc cô gái làm tổn thương thì cũng như vậy. Liên hoa lạc trời tối không thấy năm ngón tay. Cậu nhìn kiểu gì mà thấy cậu cầm tinh gấu mèo à? Hôm nay vừa thấy anh tôi thấy mắt anh đỏ rồi. Đó là bụi bay vào mắt. Tôi thấy cắt bay vào tim anh thì có. Tâm trạng bực bội không thoải mái. Đội phó về cùng với chúng tôi đi. Mọi người cùng cầu xin giúp anh. Cho dù là quyền gối dập đầu. Đúng đó, đội phó, ngậm miệng lại. Cho dù họ Lưu có mang kiệu 8 người, ông Lê cũng không về. Núi Phần Lương này rộng lớn, ở đâu cũng có thể giết. Hôm nào tâm tình tốt, tôi sẽ tới thành Thái Nguyên trói mấy tên Nhật về chơi. Nhanh đuổi theo. Được rồi, không nói nữa, mọi người mau đi đi. Đội phó cùng đi đi. Đừng lề mề nữa. Sao cậu còn muốn rớt nước mắt nước mũi à? Nếu cậu còn không đi thì đừng trách ông đây nói lời khó nghe. Rút, đợi đã. Có thời gian tới trước mộ trò chuyện mấy lời giúp tôi. Nói rằng Triệu Truyền Kỳ tôi rời khỏi đội ngũ, nhưng trái tim giết giặc chưa từng thay đổi. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chuyển lời giúp anh đi. Cẩn thận.
các anh em rút. Đi đi. Quỷ Nhật Triệu Gia Gia ở đây này. Đuổi cho tao. Quỷ Nhật, tao dọa chết mày. Còn muốn đuổi? Đuổi theo Triệu Gia Gia đây thì mày còn non lắm. Quỷ Nhật, đợi đó mà xem. Các cậu gặp phải quân Nhật ngụy trang, đúng số lượng thì không nhiều, mười mấy người, nhưng tổng tay rất nhiều vũ khí chúng tôi chưa từng thấy. Nào ngồi xuống nói. Vậy bọn Nhật đã hỏi cậu những gì? Hỏi phiên hiệu của chúng ta, còn nửa thành phần đội thủ về miệng diều hâu. Cậu trả lời thế nào? Tôi và Ngô Lãm Nhảm kẻ tung người hứng, nói có thật có giả. Nói chúng ta là đội ngũ tập huấn phần lương, còn nói trong đội ngũ chúng ta có hơn 100 quan chính quy bát lộ. Rất tốt, trong thật có giả mới có thể đánh lừa được địch. Quỷ Nhật còn hỏi tới anh đó, tại sao chúng tôi mặc thường phục, anh lại mặc quân trang bát lộ. Tôi nói anh là giáo viên dạy chữ. Mặc dù quân địch không nói gì, nhưng ôi nghĩ họ không tin. Đúng rồi, quân Nhật còn bắt chúng tôi vẽ bản đồ địa hình lân cận nơi đại đội đóng quân. Khí thế lúc đó giống như ban đêm sẽ đánh lén. Tình hình cậu phản ánh rất quan trọng. Các cậu làm sao về được? Là Triệu Truyền Kỳ cứu được chúng tôi. Một mình anh ấy dụ quân địch đi. Sao cậu ấy lại biết các cậu bị giặc bắt? Không kịp hỏi. Chính trị viên, chúng ta phải cứu anh ấy. Mười mấy tên ngụy trang, kẻ nào cũng là cao thủ. Chính trị viên, hướng Vách Đá Thiên Vân truyền đến tiếng súng. Vách Đá Thiên Vân là Triệu Truyền Kỳ, chắc là anh ấy dụ quân địch tới đó. Chúng ta lạc đường rồi, không rõ phương hướng, chi bằng nghỉ ngơi tại đây. Sau khi trời sáng rõ phương hướng rồi mới hành động. Được, cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Cậu phụ trách cảnh giới, một tiếng sau đổi người. Rõ. Nghỉ ngơi tại chỗ. Người như mày mới nghĩ cách hạ tiện như thế này đối phó với giặc. Ông đây còn có cách hạ tiện hơn nữa. Đầu hàng đi, mày chạy không thoát đâu. Tao không thoát được thì mày cũng đừng hòng sống. Người đâu? Hỗn xược. Yeah.
Phản kháng không có ý nghĩa gì đâu, Quỷ Nhật. Ông đây sẽ làm một chuyện ý nghĩa cho mày xem. Trung tá Ono, Trung tá Ono. L-I-N-D-A-I-K anh nhìn này, giày của anh truyền kỳ. Đúng là của đội phó. Ít nhất chứng tỏ hướng đi của chúng ta không sai. Đuổi theo con đường này, nhất định sẽ tìm được anh ấy. Đi tìm thì có tác dụng gì mất rồi? Cái gì mất? Chúng ta núi phần lương có câu mất giày là mất mạng. Câu này rất linh nghiệm. Thật sao? Được rồi, trước khi làm rõ sự việc, đừng có đoán bừa, tăng tốc độ đi theo tôi. Chính trị viên súng của giặc. Đây là của chúng ta, không có đạn. Tôn Nhị Oa, cậu khóc cái gì? Sự tình có lẽ không đến mức như cậu nghĩ. Không phải người nhà anh tất nhiên không thương rồi. Chắc chắn anh truyền kỳ bị quân địch đuổi tới, sau đó nhảy xuống. Đây là dâu chứ đây là vực thiên vân. Cho dù là thần tiên ngã xuống thì cũng bị thịt nát. Cậu đi đâu? Báo tang. Cậu báo tang cho ai? Bà Ngụy Nhị. Ai cho phép cậu rời khỏi đội ngũ? Không cần ai phê phán. Tôi nói cho anh biết, tôi không làm nữa. Tôi phải về thôn Tiểu Vương. Nhị Oa, cậu đứng lại cho tôi. Cậu có tính kỷ luật, tính tổ chức chút nào không? Mỗi ngày đều nói tính tổ chức, tính kỷ luật ra thì anh còn biết nói gì? Nếu như không có anh truyền kỳ thì cả đại đội tập huấn không còn nữa. Miệng nhiều hâu cũng không giữ được. Qua cầu rút ván khỏi bệnh thì đánh Lan Trung. Anh truyền kỳ đã lập được công lớn như vậy, không biểu dương thì thôi. Anh còn đuổi anh ấy đi. Cái tính này tính nọ của anh đâu hết rồi? Tôn Nhị Oa, tôi hỏi cậu lần cuối, cậu kháng Nhật vì ai? Vì quốc gia, vì dân tộc hay là vì Triệu truyền kỳ? Anh truyền kỳ đánh giặc thì tôi cũng đánh. Nếu anh truyền kỳ không còn nữa thì tôi sẽ canh mộ cho anh ấy cả đời. Được, nếu đã như vậy cậu muốn đi thì hãy để súng lại. Không đưa. Bỏ súng xuống. Chính trị viên, bỏ xuống. Không đưa. Nhị Oa, Nhị Oa. Nhị Oa, Nhị Oa.